Đức Duy có những quả chém cầu rất bất ngờ mọi người ạ. Đấy, những quả này nhảy lên chém chém kiểu đơn ấy, đánh tỉa đấy. Mấy ông nào chân không nhanh dễ bị mất chân lắm. Vẫn thủ được kìa. Đấy, chém chém kiểu Đức Duy rất khó chịu nhá. Nó nhảy lên, nó chém, nó dừng cổ tay luôn ấy. Ui, lại có một tình huống bắt bài đẳng cấp của Lê Duy Nam. Điểm số 5-2. Chéo đập rất hay. Anh Thiệu Béo một cổ tay rất khỏe, cổ cầu rất hay, đập cầu tốt, điểm số 3-7. Nam thủ rất hay. Trận đấu rất hay mọi người nhá. Đập cầu tốt, một pha bật cầu đầu rất cắm của anh Lê Duy Nam đang chia mình nhá. Lên chợ cầu lông để cho nhiều anh em vào đây xem. Đây trận tứ kết. Cầu ngoài sân, điểm số 9-4. Cầu trong sân. Đập cầu tốt, điểm số 6-9. Anh Triệu thủ cầu rất hay, anh Thiều thế. Cho anh Nam đập, bây giờ mình chết được. Thủ cầu rất hay luôn mọi người. Vẫn còn kìa. Hay quá nhỉ. Đập cầu tốt. Quá nhỉ. Cầu lì đập khó chết. Hay thế. Ui. Anh Triệu đập. Một pha đập ép lên lưới rồi cầu ra ngoài, điểm số 8-9. Đập cầu tốt, điểm số 9-10. Trận đấu rất hay, mọi người xem livestream đi ạ. Hay thế nhỉ. Một pha cạch nhưng mà lại ăn điểm. Điểm số 11-9, đánh cầu 3 sao nhé mọi người. Hay thế nhỉ. Điểm số 10-11. Quảng Ninh đánh hay thật. Quảng Ninh hai đôi nam đánh hay thế. Pha đập cầu tốt của anh Thiều, điểm số 12-11. Anh Triệu đánh cho Fly Bao ơi nhá. Còn anh Nam đánh cho Bắc Giang. Úi dồi ôi. Cầu lì nó đập thủ hay thế. Vẫn còn kìa. Hay quá mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream đi ạ.
anh Triệu anh không đập được mấy nhưng mà anh đánh cầu ngang và thủ rất hay. Chết rồi. Ui. Vẫn còn. Cầu ngoài sân. Hay. Những vận động viên hàng đầu của cầu lông phong trào. Em chào anh cậu Út ạ. Dạ vâng, ngoài Bắc đánh đôi rất hay ạ. Phong trào cầu lông ngoài Bắc đánh đôi rất hay. Pha lên ép lưới rất nhanh của anh Lê Duy Nam. Tứ kết, đây là trận tứ kết nhá. Cầu trong sân, điểm số 15-14. Thưa em đi ạ. Em muốn nhiều người xem hơn nữa được không ạ? Ui. Anh Triệu ra cầu. À. Anh Triệu thủ cầu rất bình tĩnh mọi người. Cổ tay của anh Triệu, anh Triệu không phải nghĩ luôn. Thủ rất bình tĩnh luôn. Ui. Chào 180 người xem ạ. Mọi người chia sẻ ra livestream giúp em lên 500 người xem đi. Hay quá nhỉ. Ui. Ui. Búp. Búp. Anh Thiều giao cầu. Một pha đập cầu lật lưới. Điểm số 17 đều. Chào 180 người xem ạ. Cầu không qua lưới, điểm số 18-17. Em ạ, cảm ơn mọi người. Hay thế. Ui. Vẫn còn kìa. Anh Duy anh dưới rất hay. Đập cầu tốt. Hay quá mọi người ơi. Trận nào cũng hay. Anh Nam bật. Hay quá nhé. Đập cầu tốt. Kết đấu thứ nhất 21-17. Thứ hai 0-0. Set đấu thứ nhất đôi Trần Đức Duy và Lê Duy Nam giành chiến thắng. Set đấu thứ hai này sẽ xem rất là hay, hay hơn là cái chắc. Các vận động viên đã thi đấu xong ở khu vực sân số 7 chuẩn bị lên trên. Đập cầu tốt, điểm số 32. Hay quá nhỉ. Đôi hứa mọi người ơi, trận bên kia đôi Hưng Đức thua rồi ạ. 21-19, xét 3. Vẫn còn. Thủ hay thế. Vẫn còn. Đập cầu tốt, điểm số 23. Cầu ngoài sân. Điểm số 42 ạ. Thế một bên này thắng ạ. Vâng ạ. Ui. Trận đấu này hay lắm mọi người. Thủ kinh khủng. Đập cầu hơi gắt. Thôi đôi đang... Hưng Đức cố giải báo là được. Giải báo. Ui. Ui. Trận đấu này trận đấu muộn nhất của đêm nay. Trên sân chỉ còn nhóm một trận đấu này thôi. Đập máu chết luôn thề. Xem mấy trận thì thích quá. Người chia sẻ livestream giúp em đúng không ạ? Những livestream trước em like được rất nhiều người xem mọi người. Cầu ngoài sân. Điểm số 5-4.
4. Chiều. Tối, anh ấy đi làm về bảo tối. Hay thế. Ui. 221 người rồi. Một ngày sạc mấy lần pin? Anh ấy sạc được lần. Mọi người, anh vừa đánh đua nữ xong anh đánh đua nam luôn. Cái quả 18 mới tưởng hết rồi anh nhỉ. Uầy. Cầu ngoài sân. Ui. Không đánh à? Đang ốm. Bắt đi lên đây xem được đúng không? Tài trợ đôi à. Kia còn à. Ui ui ui. Điểm số 68. Cầu không qua lưới. Điểm số 96. Bây giờ rất là muộn rồi, bây giờ gần 11 giờ đêm rồi. Cầu ngoài sân. Hay quá nhỉ. Anh Triệu. Cầu trong sân. Anh Hưng. Hưng Đức vừa thua rồi mọi người ạ. Điểm số 13-9 là cặp đôi Ngọc Triệu và Văn Triệu. Ui, thủ hay chưa? Ui. Sẽ một đôi nên đôi dê Nam thắng ạ. Hay thế. Cầu trong sân. Hay quá anh ơi. Điểm số 13-11. Cầu ngoài sân. 19. Hay thế. Ua. Đập cầu tốt. Anh Thiều cũng dùng 88D. Cây 88D đang được rất các vận động viên cực kỳ yêu chuộng, học cũng đang dùng 88D. Cầu 88D đánh công mà rất là thích mọi người ạ. Em có thắng. Thắng đúng không? Đôi Long Hải Phòng và Thái Bình gặp với nhau thắng vào bán kết rồi. Đôi Long Tô vào bán kết rồi ạ. Long Tô cũng vào bán kết, Thương Minh cũng vào bán kết, hai đại diện của Quảng Ninh vào bán kết rồi. Hai cặp đôi. Hay quá nhỉ. Quảng Ninh. Hay quá anh em ơi. Đập cầu quá kinh khủng. Một đôi chưa vợ và một đôi đã có một vợ và một con đánh với nhau. Đức gặp Thường Minh hôm nay. Hay quá nhỉ. Ua. Vẫn còn kìa. Vẫn còn. Ui. Một cầu ra man quá. Là Trần Quốc Việt của Bộ Công an nhỉ. Lê Duy Nam, Trần Quốc Việt gặp với nhau. Hay quá. Cầu rất hay cho Đức Duy. Còn. Ui. Hay quá nhỉ. Ừ. Đập cầu quá khó chịu. Cùng đón xem trận đấu thứ 3. Hay quá nhẹ. Ui. Hay thế này. Ui. Ui. Vẫn còn. Hay thế nhỉ. Bụp. Trận này xem nó còn vẫn còn. Ủa. Ôi. Hay quá. Đám. Hay thế nhỉ. Ủa. Ăn miếng trả miếng. Điểm số 18-19. Mọi người chia sẻ video giúp em nhá. Chia sẻ đi nha, chia sẻ video giúp em ạ. Cầu. Ô, đứng ngoài á. 19 đều. Ui. Ai sẽ người giành chiến thắng nào. Ui ơi. Ui. Cầu ngoài sân. Quá căng. Ui. Phát cầu. Phát cầu. Quá. Trọng sơn.
anh em thấy pha thủ công vừa rồi không? Quá đỉnh. Trận đấu thứ 3, trận tứ kết giải cầu lông các câu lạc bộ mạnh toàn quốc tranh cúp 3 sao. Phía gần màn hình chúng ta cặp đôi Ngọc Triệu và Văn Thiều. Từ xa màn hình là cặp đôi Lê Duy Nam và Trần Đức Duy. Điểm số đang là 1-0 nghiêng về cặp đôi của Lê Duy Nam và Trần Đức Duy trong trận đấu thứ 3. Điểm 2-0 rồi. Thứ 3 nào. Điểm 3-0 và rất chủ động và tốc độ từ Lê Duy Nam. Sân này đăng cai. Và bắt bại. Đức Duy có những quả chém cầu rất bất ngờ mọi người ạ. Đấy, những quả này nhảy lên chém kiểu đơn ấy, đánh tỉa đấy. Mấy ông nào chân không nhanh dễ bị mất chân lắm. Vẫn thủ được kìa. Đấy, chém kiểu Đức Duy rất khó chịu nhá. Nó nhảy lên, nó chém, nó dừng cổ tay luôn ấy. Ui, lại là một tình huống bắt bài đẳng cấp của Lê Duy Nam. Cặp đôi ít ai nghĩ đến, một ẩn số của giải đấu. Vẫn thủ, vâng, tí nữa thì qua. Ok, anh phải thi đấu nốt trận này mới nghỉ. Bàn cầu rất nặng từ tay vợt Lê Duy Nam. Vẫn thủ được kìa. Wow, cổ tay tốt thế nhở. Trận đấu rất hay. Điểm 8-1 cho cặp đôi Duy Nam và Đức Duy. Duy đào cầu, trận đấu thứ 3 rồi. Cả lưới rất hay. Đức Duy có vẻ rất tự tin vào. Ngoài sân 9-1 cho cặp đôi Lê Duy Nam và Trần Đức Duy. Đập cầu không qua lưới của Duy Nam. Đập cầu rất quá. Thiều Dương cố lên làm vui. Em cổ vui thôi. Cứ Thiều là cháu ơi tập không nào. Vâng, Duy, Trần Đức Duy tỉa cầu rất khó chịu. Cổ tay khỏe thế nhỉ. Ôi chém kìa. Đá. Có thể nói nếu nói về cầu lông đơn nam thì Trần Đức Duy cũng là top miền Bắc đấy các bạn. Dài thế này. Dài. Một cầu ngoài sân. Triệu giao cầu. Ô. Và được cầu lỗi của Đức Duy. Ngọc Triệu và Thiều. Thử xem Đức Duy và Duy Nam có mút được đôi này không. Còn về cầu hay thế nhỉ. Cơ. Ép đuối ngang kìa. Điểm số 11-4. Còn văn đuối rất nhanh từ Văn Kiều. Điểm 5-11. Đập tốt thế nhỉ. Đập cầu không cắm của Đức Duy cầu ngoài sân. Nhưng Đức Anh đây rồi chứ đâu. Đây. Vẫn thủ được. Tội lỗi cho Đức Duy. 71. Mọi người nên nhớ rằng Thiều và Triệu là cặp đôi cực kỳ bằng. 12-7. Trận cầu rất hay từ Đức Duy. Đây rồi chứ đâu. Vẫn thủ đứng thứ. Đập tiếp đi. Ngoài sân. Ô Quảng Ninh. Cặp đôi Hà. Cặp đôi Hà và Luân. Hà của Thái Bình, cặp đôi Luân của Hải Phòng. Và cặp đôi thứ tư sẽ có mặt trong trận đấu kê chính là Hà, Lê Duy Nam do cầu. Và đập cầu thẳng mọi người. Đây chứ đâu. Nói rằng Lê Duy Nam chân rất khỏe. Vẫn thủ được, hay quá nhỉ. Thủ lên nào. Đè lưới. Rồi, cơ hội tấn công. Điểm số 14-9, khoảng cách rất là 5 điểm. Tập mạnh của em. Hình như cây này là át chốc mấy, át chốc 99 đúng không em? Át chốc 88. Ôi Duy Nam em.
ba vận động viên trên sân, Thừa, Duy Nam và Đức Duy đều đánh 88D hết anh em. Ngọc Triệu thì đánh fly bao giờ rồi. Sao? Chính xác. Có khỏe. Các cầu ngắn. Số 11, 15. Triệu đánh fly vẫn trong sân 16-11 và Duy Nam chính là ẩn số trong giải đấu này. Thế thì làm sao đỡ được 17-11. Vẫn lên. Đây là quả trạng lưới hay của Ngọc Triệu. 13-17 hay không? Ngọc Sơn 18-13. Đấy, 18. Điểm điểm tốt thì Ngọc Triệu năm thứ tư. Rất đơn giản khiến cho hai vận động viên giành chiến thắng. Lê Duy Nam đập cầu quá khủng luôn. 20-14. Cánh cửa đi tiếp dường như đang sắp khép lại. Trước cặp đôi được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch. Văn Thiều và Ngọc Triệu. Một kết quả khó ai có thể lường tới. Giải này không có đơn nam mọi người ạ. Tự phát cầu lôi 21-16 trận đấu thứ 2, trận đấu thứ 3. Vâng. Cặp đôi Đức Duy và Lê Duy Nam, cặp đôi trẻ sinh năm 97 rất xuất sắc. Họ đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh của mình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với livestream của Hùng. Và mọi người đừng quên theo dõi cái trang Facebook này của Hùng ở chế độ xem trước để có thể nhận được thông báo ngay khi mà Hùng livestream tất cả những trận đấu của giải đấu này cũng như là các giải đấu khác trong tương lai tại cầu lông của miền Bắc Việt Nam nha. Tất cả các giải đấu, các trận đấu hay nhất thì Hùng sẽ đến và livestream để gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello, Sport Hùng và Quốc Học đang làm việc hết sức để có thể gửi đến mọi người những trận cầu hay nhất.